Xin chào quý vị khán giả thân thương của kênh Trang LTP. Hiện giờ thì các anh chị đã lên xong 200 phần để gửi cho bà con ở 3 địa chỉ. Một là ở hẻm 26 sạc 5A đường Tây Lân, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân. Là ở đây thì Trang sẽ trao 50 phần và 18 phần sữa. Dạ, ở địa chỉ số 2 là 162 sạc 126 đường Nguyễn Duy Cung, phường 12, quận Gò Vấp. Thì Trang sẽ trao 20 phần và 10 phần sữa. Dạ, ở địa chỉ số 3 là ở số 9 An Dương Vương, phường 16, quận 8. Thì Trang sẽ trao 130 phần và 65 phần sữa. Dạ, đây là những cái phần rau củ mà đã được sư phụ Khương Dừa chuẩn bị rồi. Rồi hôm nay thì Trang sẽ chuyển những phần quà của mình thêm với cái phần rau củ 5kg của sư phụ. Thì sẽ gồm có 5kg gạo, dạ, một chai dầu ăn 1 lít, một bịch hạt nêm 400g, một con gà và 3 hộp cá hộp. Dạ, ngoài ra thì sẽ có thêm 10 cái trứng vịt hoặc là trứng gà và 10 bịch sữa cho ông bà hoặc là các em cấp 1, cấp 2 ha cô chú anh chị. Dạ, đến hôm nay thì Trang cũng xin phép tổng kết cái số tiền mà Trang nhận được ở ngày 10 tháng 9. Dạ, Trang xin cảm ơn quý mạnh thường quân đã ủng hộ tính tới ngày 10 tháng 9 năm 2021. Xin cảm ơn cô Ánh Thị Nguyệt Vũ ủng hộ số tiền 14.773.000. Số tiền này cô ủng hộ cho bà con ở hẻm 169 đường Trịnh Quang Nghị, phường 7, quận 8. Dạ, cô xem clip của Trang thì cô thấy bà con ở khu vực này thì rất là khó khăn, nên là cô muốn gửi riêng cái phần tiền cho cái khu vực này. Dạ, ngoài ra thì Trang cũng có nhận được một số tiền của một mạnh thường quân mà Trang không có biết tên, tại vì chuyển khoản qua ngân hàng, không chỉ ghi tên ngân hàng thôi chứ không có ghi tên người gửi. Số tiền là 6.804.000. Dạ, vì vậy tổng số tiền mà Trang nhận được ngày 10 tới tháng 9 là 6.804.000. Rộng riêng cái số tiền của cô Ánh Nguyệt này thì Trang sẽ gửi riêng cho cái khu vực ở 169 Trịnh Quang Nghị ha. Dạ, số tiền còn lại trong quỹ đợt trước ngày 8 tới tháng 9 của Trang là 223.199.084 đồng và 1.535 kg gạo. Dạ, hôm nay ngày 10 tháng 9 chi phí cho mua 200 phần quà và xe tải và chi phí vận chuyển, riêng phần rau thì là sư phụ Khương Dừa có hỗ trợ cho Trang. Dạ, thì chi phí cho mua hết 61.694.000 và Trang sử dụng hết 1.000 kg gạo ở trong 1.535 kg gạo được tặng này. Dạ, thì kết lại quỹ trao gửi yêu thương mùa Covid của Trang ngày 10 tháng 9, số tiền còn lại là 168.309.084 đồng và còn lại 535 kg gạo. Dạ, Trang xin phép tổng kết để quý ông bà cô chú anh chị cùng biết ha. Hiện giờ thì số tiền của Trang còn khá là nhiều, 168 triệu lận. Và đến ngày 15 tháng 9 này là bắt đầu Trang được nghe thông tin thôi nha, là có thể là thành phố sẽ được mở cửa lại. Và tình hình dịch thì cũng đang được kiểm soát ổn định hơn, nên là Trang xin phép tạm ngưng nhận hỗ trợ. Dạ, để Trang có thể sử dụng hết cái số tiền này của mình để mình mua quà để gửi đến bà con. Để xem tình hình sau ngày 15 tháng 9 như thế nào, Trang sẽ xin công bố sau. Dạ, còn hiện giờ thì với số tiền này thì Trang nghĩ là mình có thể chuẩn bị cho khoảng 2 lần nữa. Và dạ, mỗi lần thì cũng được 200 phần á, là cũng phải được 400 phần. Nên là Trang xin phép tạm dừng không nhận hỗ trợ nữa. Xin cảm ơn quý ông bà cô chú anh chị rất là nhiều đã tin tưởng, yêu thương và ủng hộ cho Trang suốt thời gian qua. Dạ, bây giờ thì Trang với lại các anh chị sẽ lên quà để chuẩn bị di chuyển để trao 3 địa điểm ngày hôm nay. Dạ, Trang sẽ cập nhật những cái hình ảnh của các địa điểm mà Trang gửi quà 200 phần quà này để cô chú anh chị cùng biết trong cái đoạn sau của clip nha. Cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều đã luôn yêu thương, ủng hộ và đồng hành cùng Trang. Nếu như mà Trang làm có những sai sót gì thì ông bà cô chú nhớ nhắn tin, bình luận góp ý cho Trang nha. Trang sẽ đọc và rút kinh nghiệm sửa chữa. Cảm ơn quý ông bà cô chú anh chị rất là nhiều. Thật nhiều sức khỏe nha. Dạ, đây em tên là đại diện cho nhà trọ, em tên Tú. Dạ, đây là cái đường vô đi dễ vô dễ nhà trọ của em. Dạ, bên nhà trọ em gồm có 130 hộ. Dạ, đây là cái đường đi vô nhà trọ của em. Nó vô sâu tuốt ở trong lượng vậy, tới 130 hộ. Nè, có em bé. Em công gồm có là tới 42 em bé và khoảng 20 người già. Dạ.
Bên em bị cách ly phong tỏa dạ cũng được gần 3 tháng rồi. Dạ, từ 23 giãn cách tới nay, 23 tháng 8 giãn cách tới nay, mạnh thường quân không có giấy tờ đi được, đi đường được nên không có ai được hỗ trợ hết. Dạ, dạ hôm nay em quay cái clip này dạ, xin chị Trang, DTB và các mạnh thường quân dạ, hỗ trợ cho dễ trọ của em ạ. Dạ dạ đây là cái dễ nhà trọ của em. Dạ. Dạ tới 130 hộ. Bên em á là toàn là công nhân lao động không à, bán vé số. Dạ mắc nghẹt từ dịch tới nay dạ, không có đi làm được, không có tiền để xây sở, đi mua sữa cho những em bé uống. Dạ mong chị Trang DTB và các mạnh thường quân giúp đỡ vợ chị trọ em. Đó, là em dây cuối nhà trọ của em luôn. Dạ dạ mong mạnh thường quân giúp đỡ ạ. Dạ em thay mặt dãy nhà trọ em cảm ơn ạ. Dạ em thay mặt bà con tại xóm trọ số 9 đường An Dương Vương, phường 16 quận 8. Dạ. Em thay mặt đại diện cho bà con trong đây là nhận 130 hộ. Trong đó có 42 em bé và 20 người lớn. Dạ giờ em đang nhận vận chuyển những món quà xuống này để vô phát cho bà con ạ. Dạ. Dạ. Em cảm ơn chị Trang. Lê TTB và các bạn phường quân hỗ trợ cho bên em. Dạ đây là những cái món quà bên chị hỗ trợ. Dạ. Dạ em nhờ mọi người cùng giờ đem xuống để giờ vô trong nó phát cho bà con. Này để riêng hả? Dạ đây đây là những món quà dạ. 130 hộ. Em ở số 9 đường An Dương Vương, phường 16 quận 8. Dạ, em tên Tú. Dạ em đại diện bà con nhận quà để phát. Dạ đây là em đang dò trên hàng hóa trên xe xuống. Dạ đó có gồm có gạo, dầu ăn, gà, cá mồi và sữa và trứng. Dạ đây trứng. Dạ trứng gà. Dạ. Dạ. Có gì nữa anh? Có gì nữa anh? Dạ có bột a di ngon. Dạ a di ngon. À, đây là rau. Dạ, đây là rau, rau. Dạ có gồm có cái thảo, su. Dạ đu đủ. Dạ. Dạ. Dạ đây đang xuống. Dạ. Dạ. Mở cho em một cái bịch cam có cái nhãn hiệu ở trên đây là cho em lấy cái tờ giấy nhãn hiệu. Ấy ra để trên đây cho em. Dạ đây đây dạ. Dạ dạ. Dạ mạnh thường quân kênh YouTube Trang Lê TB gửi tặng dạ. Dạ đây tờ giấy đây. Dạ. Dạ đang xuống. Dạ nè em lên tính. Vậy em xuống hàng xong rồi em giờ vô trong để em phát chia cho bà con. Cảm ơn ai đi. Cái này 15 nè, tính à, đủ không? Đủ không? Đủ 130 phần phải không? 129 Dạ bao nhiêu được bao nhiêu ạ?
đủ 130. Dạ đủ. Dạ dạ. Dạ hết dạ đủ, dạ đủ rồi phải không bà? Đủ không? Đủ mà. Dạ đủ rồi 130 phần. Dạ. Em cảm ơn nha. Chú cảm ơn chú. Dạ. Dạ em cảm ơn chị Trang và Mạnh Thường Quân nha, nhiều nha. Dạ em chúc sức khỏe. Dạ dạ dạ. Dạ dạ rồi cảm ơn ạ. Bây giờ mình bắt đầu quay, tại vì ở đây có 50 phòng là mình bắt đầu quay từ ở nhà trọ, từng cái số thứ tự với các phòng trong khu nhà trọ chỗ mình nè các bạn. Đây trời, đây tới 50 phòng đó, nhiều dãy lắm, rất là nhiều dãy đó. Giờ ta có người có công chuyện mà đó, sáng sớm người ta cũng chưa có mở cửa hết nữa, mình quay. Đây cái khu nhà trọ này tổng cộng là 50 phòng, rất là rộng lớn, mình đi hết luôn. À. Vì này, sáng sớm có người đi công chợ, đi có người đấy rồi nè kìa. Đây cũng cái phòng nãy mình đưa mẹ đó. Đó đây tới mấy dãy lần, 26A rồi sẹt 5 rồi 26 nè, AMA. Đây. Đây cũng là cư dân trong nhà trọ nè. Hello. Đó, đây nhà trọ, đây là chị Trinh mà chị mà đã liên hệ với bạn nè. Chị ở với dãy trọ này. À đây đây chị Trinh nè. Đó, chị mà liên hệ với bạn đó bạn Trang. Đó. Rồi. Ở đây là đó là những dãy phòng trọ. Đó, cũng có trẻ em nè. Đây. Đây. Em 6/7. Nhà của cô chú nhà. Đây có thêm nha, em 6/5 nè. Đây, nhà cũng đông có trẻ em nữa. Nhà này có mấy trẻ em nè, nhà cũng có 2 trẻ em nè. Đây cũng có trẻ em nữa nè. Đó. Nhà cái đông trong đây cũng có mấy ca F0 trong đây là nên mình cũng cố gắng đi hết hy sinh luôn nè các bạn ơi. À. Sáng uống gì vậy? Nước trà, cái đây chịu cho mình thôi. Không ai uống trà thôi, chịu cho ba. Cho nó đây, đây cũng nghe. Ơi, có hai đứa nhỏ nữa. Hai nhỏ là bị xuống. Đi ma ra em đây, chú quay cho bà đi ma. Xuống con. Đó, có hai đứa nhỏ nữa. Ừ, xuống lại lại con cho. Lẹ lắm, nhanh con. Gì mà hai quay. Có nhà có chơi em hai bà ơi. Hả? Còn đứa nào không? Đó, hai đứa này ha. Đó, đó nhà cũng ha. Rồi ha, cảm ơn ha. Rồi. Đó, nhà sáng sớm đóng cửa rồi. Đó. Rồi nhà này có mấy ca F0 mà không biết sức khỏe hiện giờ sao mà mình không biết cậu này.
Rồi đây nhà cũng có người già nè ha. Con giờ không đóng cửa rồi, trời ơi. Đó, đây người già nè. Rồi, ok rồi. Nhà có bệnh thì ba đứa nhỏ. Rồi biết rồi, nhà đó có nhà phòng kế bên đây là nhà có mấy ca F0 nha. Cái đó là kế bên đó là đi rồi, đi về quê. Ừ, bây giờ Phúc là nhà mẹ đó. Đó, nhà Phúc là nhà đó. Thấy rồi, thấy rồi. Rồi, ok. Đó. Đây quá trời đông, cái này ở đây nó nghẹt lắm, ngồi lởm nhởm đông nhất lên. Cho em nhìn nhà này. Tôi cũng tính đi qua ngay đây. Cái nhà này cũng có người đang bệnh ha mẹ. Đó. Đây là 50 phần của kênh YouTube trang LTB gửi tặng cho bà con ở khu nhà trọ hẻm 26/5 đường Tây Lân, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân. 50 phần quà thay mặt bà con ở hẻm 26/5 đường Tây Lân xin gửi đến, gửi lời cảm ơn đến các mạnh thường quân. 50 phần quà gồm các nho đầu nhu yếu phẩm, gạo dầu ăn, cá mòi, rau củ quả. Rồi trong cái nhà trọ đang xuống hàng. Dạ em ở dãy nhà trọ 162/124 Nguyễn Duy Cung, phường 12, Gò Vấp ạ.